chào mừng tất cả các cô gái tài năng, dễ thương, xinh đẹp đã đến với thử thách tiếp theo của Pinker School. Ngày hôm nay, tụi em sẽ không còn được bảo bọc trong vòng tay của ekip nữa. Sẽ không còn được bảo bọc trong vòng tay của anh Sắc La nữa. Hôm nay bọn em đến đây thì không được thông báo trước điều gì nên là mọi người cũng đoán là sẽ được vui chơi, nhưng mà không ngờ lại là một thử thách rất chi là khó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chia thành 4 đội bước vào căn phòng này. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, tụi em phải tìm đủ mọi cách để vượt qua 3 thử thách. Nếu như trong vòng 1 tiếng đó tụi em không vượt ra khỏi được căn phòng này thì tối nay tụi em phải ngủ lại trong đây. Nên là cả nhóm đều cảm thấy hoang mang, cảm thấy sợ. Đầu tiên em nghĩ là kiểu vào trong đấy kiểu gì cũng có mấy pha rùng rợn. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Vậy thì bây giờ thử thách bắt đầu. Luật chơi như sau: mỗi đội lần lượt bị nhốt trong một căn phòng bí ẩn và phải tìm cách thoát ra khỏi căn phòng bằng cách thực hiện các thử thách theo dạng trò chơi truyền thống Nhật Bản đã được set up sẵn để nhận được mật mã mở cửa. Thử thách 1, Ayatori. Những ai là fan của truyện tranh Doraemon thì chắc hẳn đã quá quen với trò chơi này. Ekip đã set up sẵn một bản hướng dẫn các bước tạo thành hình sao chổi bằng dây trên tường mở căn phòng. Cả 4 thành viên trong mỗi đội đều phải làm theo hướng dẫn cho đến khi thực hiện được hình sao chổi như yêu cầu để hoàn thành thử thách 1 và nhận mật mã mở ra thử thách thứ 2. Thử thách 2, Kendama. Đây là một trò chơi rất phổ biến tại Nhật Bản. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng để điều khiển được quả bóng rơi đúng vào phần lõm của chiếc búa gỗ và đứng yên là cả một vấn đề. Tất cả 4 thành viên của mỗi đội đều phải thực hiện thành công Kendama để hoàn thành thử thách và nhận 2 trong số 4 mật mã để mở cửa thoát ra khỏi căn phòng. Thử thách 3, Sudoku. Sudoku trong tiếng Nhật có nghĩa là độc nhất. Ngay từ cái tên đã thể hiện tính chất độc đáo của trò chơi trong việc rèn luyện trí tuệ và tư duy logic. Sudoku có rất nhiều dạng khác nhau và nhiều phiên bản tùy từng vùng, nhưng loại chuẩn nhất là hình vuông với 9 ô lớn. Trong mỗi ô lớn đó lại có 9 ô vuông nhỏ. Người chơi phải đáp ứng điền đầy đủ các con số còn thiếu vào trong mỗi ô vuông, thỏa mãn 2 điều kiện sau. Thứ nhất, số bạn điền phải là số duy nhất không bị trùng trong mỗi tập hợp 9 ô vuông nhỏ. Thứ hai, số bạn điền phải là duy nhất trong 9 số dãy hàng ngang, hàng dọc mà nó nằm lên trên. Sau khi hoàn thành thử thách Sudoku, mỗi đội sẽ nhận tiếp 2 số mật mã còn lại để mở cửa thoát ra khỏi căn phòng. Để vào căn phòng bởi vì không biết cái phòng mình ở đâu hết. Để chị soi. Ở đây 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 đây. Ui. Ê. Ui, giống như là một cái bộ phim kinh dị vậy luôn á. Đúng không vậy? Đây là một cái phòng thí nghiệm. Phòng em có một cái đèn màu đỏ, nó cứ quay vòng tròn, rất là nhức đầu. Ê, đây, xin tay. Đừng mà, rồi. Thế hôm nay em đã lấy được gọi là tất cả các nghị lực của em từ đó tới giờ để em có thể bước vào một cái căn phòng, tại vì hồi đó bây giờ em chỉ... Đây là lần thứ hai em bước vào một cái ngôi nhà nó ghê đến mức độ đó. Lấy cái giày vậy, lấy cái giày xuống chơi mấy đứa. Cứ làm thử đi, coi nó tới đâu rồi tới. Ô, có ai muốn mở cái kia ra về em không? Không, bây giờ mình giải thật cô tối trước khi em qua chơi. À, đây, cái này là dây như thế này đúng không? Còn cái này là dây vòng xuống lại. Hay gì lại ơi,
Chiếu đèn lên nhìn, hoặc là em quay ra xe nhìn, hoặc là em muốn chạy tứ phía. Em chạy em trốn. Một hả? Thử thôi, tại vì một xíu mình còn sao lại được. Còn gì không ta? Năm một. Có thể là ôm hai rồi. Năm. Thực sự lúc đó là quy một tim ập vào là làm liền cái sudoku đó mà làm trong vòng 15 phút không giải ra. Thực ra em làm sudoku. Rồi tiếp nha. Không. Em và Jenny đang giải câu đố thì Nguyên cầm cái đầu người lão vào trước mặt hai đứa, giật mình. Không giải nó đi về bây giờ. 5-3. Đâu đâu. Thử điền số 1 ha. Em cá luôn cái nhóm bển có gì vô. Nè, nhìn ra được con số gì không? Có tưởng tượng ra được con số gì không? À, chị kéo căng ra đi. Chọc hai cái tay này vô hai cái lỗ này. Ê, chị xong rồi nè. Cái này vô đây. Chị xong rồi nè. Đúng rồi đó, đúng rồi. Đúng rồi. Hoặc là cặp cái hình tròn ui hết hồn mà. Em thấy phần lớn là hên xui bởi vì em không biết chơi, nhưng mà khoan nè, nó là kiểu là đang chơi ăn gian á là mình phải để nè, là mình hót lên thôi, kiểu mình làm ngay ngắn phải liên tục á em. Trời đừng có nói không, mình mọi người nhìn cái camera mọi người thấy hết trơn. Cái anh làm gì vậy chị, kể nó đi. Đừng có canh, trời ơi, thì tới thì hết hồn cái thôi. Ôi, cho vui. Rồi chưa giải đáp. Năm. Bốn. Đây sẽ là, đây không phải là chín được. Vừa lo lắng vừa hồi hộp, vừa phải suy nghĩ là phải bây giờ phải đặt con số nào vào đây, vừa lo xem bên này của nó là cái gì vậy. À, trời ơi, chuyên gia thứ tha. Bước đi trong chiều nắng vàng. Giờ là gì hết thì mặc tóc em lên nè. Trong chiều nắng vàng. Này, đây là con. Bốn trên này đúng không chị? Bốn trên này đúng không chị? Bốn từ ba xuống. Khổng quá trời. Sao vậy? Là cái cứ thường mà. Em đừng có để tới nữa. Tới đó sẽ quẹo qua đây. Lúc mà em gọi là hết sự kiên nhẫn làm mấy cái cọng dây nút này nọ, em đang nghĩ trong đầu trời, không lẽ đứng lên xé tờ giấy trời, bảo xong bảo về tổ chức rồi phòng không có giấy, em phải không biết là sáu đây nè. Chị ơi, chị ghi rõ quá nhiều. Thì trò khó nhất trong ba trò đó chính là trò sưu cư, tại vì nó khiến em phải vận động trí óc rất rất là nhiều và phải có một sự tinh tế trong cái vấn đề mà sắp vị trí của từng con số, rất là khó. Phiên bản sudoku mà trong thử thách lần này thật sự nó khó hơn rất nhiều so với những lần em nhìn thấy, nó chỉ là một cái hai ô vuông bé cùng 3 ô, nhưng mà bọn em chơi chắc phải 9 ô vuông lớn. Trong 9 ô vuông lớn đấy có 9 ô vuông bé. Em nghĩ là mình được chơi những cái trò đó là để rèn luyện tính tập thể nè, rèn luyện trí tuệ nè. Còn hai con 8 nữa. Thằng này chưa có 8. Cái gì vậy? Cái này là của
này chưa có tao. Nghe tiếng gì hết trơn. Đó, đâu có nè. Một người. Em cảm thấy là những đồng đội của em trong phòng bay cũng rất là thông thái liền. Để anh ra xuống. Bình tĩnh thôi. Chị nghĩ phải để thẳng rồi dựng lên. Đúng rồi đó. Bây giờ mọi người tập đi, giờ chị qua giải Sudoku. Ok. Đèn pin được không? Tới 2 đèn pin được mà đúng không? Nè. Mọi người tập đi, năn nỉ đi. Tập năn nỉ là vừa. Anh chị ơi, nói cho em năn nỉ mấy anh chị cho em một người chơi được thôi đi mà. Một nè, hai nè. Hai người. À, hai người rồi. 1 2 4 5 6 9. Nếu số 1 thì sao? Cẩn thận nó rơi đau tay ạ. Tưởng tượng cái này sẽ là quả bóng ấy. 2. Em làm hoài không được luôn. Em làm cái chục lần mà làm không được. Còn chị Lâm Anh, hẻm xong. Yeah. Tim. Chị. Còn nghi nữa. Đợi em chết đi. Ê, vậy em thử cái đó đi. Làm luôn. Ok, tùy em chắc chắn là được. Để sao cái để nó phải thẳng nữa. Em chiếu vào đi. Yeah. Wow. Anh ơi. Đó, ok. Lâm. Mọi người ơi, bên này xong rồi nè, qua đây đi. Dạ. Okay. Chứ cầm đến. Chị làm cái đó, chị làm cái đó. Tâm lại. Nó được mở ra không đó, em hay là... Bây giờ là hiện tại tụi em như thế này rồi. Rồi, tóm lại là bây giờ là mình sẽ làm hàng ngang luôn nha chị Tammy. Giờ đã hoàn thành thử thách của trò Sudoku. Sau đây chị sẽ đọc mật mã. Quá, không phải... Mật mã để mở cửa thử. Cửa cái hộp kia mà, không phải là... 3, 7, 4, 5. Em sẽ cố gắng mở cái này. Không phải cái tủ đấy, cái hộp đấy mà. Cái tủ là cái tủ này đó. Ai gan mở đi. Ai gan mở đi. 8. 8, 7, 4, 5. Độ nguy hiểm toxic level. Đôi lúc thì em cũng thấy rất là chán, cũng cảm thấy rất là bất lực khi mà mình không làm được gì cho mọi người, trong khi đó mọi người đang cố gắng cực lực làm. Cố lên ánh sáng em yêu. Đi đây này. Cái này là một cái bể phát biểu mà. Đi cùng sạc dự phòng. Đây, căn phòng nhỏ này. Cái nhân viên. Đây. Hello. Đi ra đây. Đập cửa. Xong vô. Let's go. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đúng không? Chỉ có nghe nhớ dọc thôi. Từ 1 đến 9 sau mình giải là đi hợp lý. Còn ghi nhắc trước đi. Thật sự là nhóm của em cứ tăng đi tăng lại tập mãi. Nhìn thì tưởng nó đơn giản như thế, nhưng đến khi mà tụi em thử làm thì thật sự nó rất là khó. Tụi em đã mất rất nhiều thời gian để thực hiện thử thách đó. Vậy ra đây mới sáng này. Mày quay đi, có gì quay được cái cảnh gì làm. Nhưng mà ra đây chị mới sáng. Quan trọng là cái gì, cái kết quả. Quan trọng là mình làm. Tại vì em sợ. Lươn em. Chị làm được. Khi mà giải xong không sai bất cứ một ô nào, rất là trí thông minh của mọi người rất là xuất sắc. Em cảm thấy rất là hạnh diện của tình của mình. Rồi mẫu ơi, rồi đúng rồi, một cách. Yeah. Ôi giời ơi, ba lần bạc này thôi. Ôi đem ra, đem ra. It's okay. Bên kia là ai kìa. Trời ơi. Dăm ba cái ổ khóa. Em đã tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ chơi trò này nữa. Tại vì em cảm thấy là mình còn phải luyện tập nhiều lắm. Rồi. Bên này không số 5 được. Đây số 1 chứ. Đây là học, ở đây lại có số 1 rồi. Đây. Em ơi. 5, 3, 4. Đúng chưa, đúng chưa, đúng chưa. Tụi em đúng chưa? Em bây giờ tới bây giờ vẫn chưa hiểu luật chơi của cái trò chơi này luôn. Không hiểu tại sao nó thấy là được mấy cái số này luôn. Em đang thắc mắc lắm luôn. Hết thời gian. Cái bước 1. Cái bước 1. Dạ không vô. Bây giờ chị cứ đưa vô camera đi. Rồi. Phát hội rồi em sẽ khóc. Chết khóc rồi. Nhóm em cũng cảm nhận là chơi là chính, vui là chính, đã với lại mình học hỏi được cái gì qua trò chơi này là chính, chứ không phải là chiến thắng. Thì kiểu như là trong cái trò chơi ngày hôm nay tụi em đã làm được rất là nhiều thứ và cảm thấy biết ơn nhau vì đã giúp đỡ nhau trong cái trò chơi lần này. Đây nè, đầu tiên anh Phát La sẽ nhận xét về từng đội nha. Đội của Tiên Linh, ngày hôm nay anh Phát La có lời khen dành cho tụi em. Đội tụi em làm rất là nhanh, sự phối hợp của đồng đội rất là ăn ý với nhau, chúc mừng tụi em. Đội thứ hai đó chính là đội của Ánh Sáng, Anh Na và các bạn. Rất là ấy nha. Các bạn biết vấn đề của mình chưa? Dạ, ấy là sao? Các bạn nên biết hai bạn đội này có chức năng là khóc. Khóc hai, hả? Có, trời ơi, hai bạn này khóc để năn nỉ chú Vinh ơi là vâng cho tôi Vinh đi. Em năn nỉ mấy anh chị cho em một người chơi được thôi đi mà. Chị ơi, cho tụi em hoàn thành thử thách được không? Trong nhóm tụi em không ai biết chơi cái trò này hết trơn á. Em năn nỉ chị luôn á. Đây nè, qua tới cái đội này nè. Cái đội của KC nè. Tại sao lại quậy anh? Sao? Tại sao lại quậy con mannequin ở trong cái phòng đó? Em có biết cái mannequin đó là làm theo hình dáng của anh không? Tại sao tụi em lột đồ rồi bóp thử rồi tùm lum hết rồi? Em có biết là bóp tùm lum cười giỡn hí hận. Cuối cùng tụi em còn bơn dưới xương. Còn bơn đó. Đó.
phần thưởng của tụi em luôn đó. Selfie anh nhảy cùng luôn ha. Hãnh diện quá, em có vẻ hãnh diện ha. Thôi bây giờ anh Phát La sẽ công bố đội thắng cuộc của ngày hôm nay. Mọi người đó chính là khúc này cho cái nhạc nha mọi người. Đội của Tiên Linh. Hay quá. Chúc mừng tụi em có thể về để chuẩn bị đồ để đi chụp hình với anh nha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với hình phạt kinh khủng nhất của ngày hôm nay. Đó chính là... Không, đó chính là đội thua cuộc phải ngủ lại đây. Mọi người nhớ anh nói chưa? Mọi người nhớ anh nói chưa? Rồi, em không dám ở lại một gọi là một tí thời gian nào nữa. Chuẩn bị chưa? Phút này cho miếng nhạc ghê hơn nữa nha. Thôi con lòng em sợ lắm ơi. Xin chia buồn với đội Lệ Trang. Lúc mà em biết em bị thua là cũng có chút buồn, tại vì đội của em hôm nay thật sự là mọi người đều rất có cố gắng. Hôm nay thôi ngủ thôi. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ chào tạm biệt quý vị khán giả và để lại đội của Lệ Trang đây và vào phòng ngủ nha. Rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để theo dõi hành trình của những cô gái SKO 48 rất là nhiều. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau. Bye bye. Tạm biệt. Trời đất ơi, còn chờ gì nữa mọi người. Không vô thì anh dẫn vô. Bên đây là bên đây. Ngủ ngon nha mấy đứa. Bye bye. Sản phẩm âm nhạc đầu tiên của SKO48, nhóm nhạc đông thành viên nhất Việt Nam đã có mặt trên Tiki. Đặt hàng ngay nhé.